trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Chúng ta đang theo dõi Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao do Đài Truyền Hình Thành Phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty Truyền Thông Bi thực hiện, được phát sóng vào lúc 13:15 Chủ Nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Như thường lệ, chúng ta sẽ được đón tiếp một thần tượng và một bạn fan, và xuất hiện ngay tại chương trình của chúng ta ngay bây giờ là một bạn fan may mắn ngày hôm nay. Xin mời hãy gặp gỡ bạn ấy nha. Hồi nãy em đứng bên trong em nói là em hồi hộp lắm. Bây giờ em bước ra đây em thế nào rồi? Em vẫn còn hồi hộp mà nhân mấy lần luôn á anh. Chưa đỡ em được. Nôn quá à. Ảnh tới chưa anh? Hả? Mới tới là hỏi ảnh liền. Bây giờ mình gặp khán giả trước cái đã. Bây giờ mình gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả. Mình giới thiệu về tên của mình và mình đang làm gì nhá. Dạ xin chào anh Huy, xin chào tất cả các quý vị khán giả đang xem chương trình. Em tên là Giang Thị, hiện tại em 28 tuổi. Em đang đi học theo đuổi một cái đam mê của thần tượng của em. À, tức là thần tượng của em là đang làm một cái ngành nghề này, và em cũng yêu thích cái ngành nghề này và em đang theo học chứ gì, đúng không? Em muốn em được làm đồng nghiệp với đại thần tượng của em á. À, vậy thì bây giờ mình sẽ mời thần tượng của em ra đây để cho mọi người biết là em đang theo đuổi cái ngành nghề gì nha. Dạ, anh tới rồi hả anh? Anh tới rồi. Anh tới từ rất là sớm rồi, tại vì anh nghe nói là ngày hôm nay là có một bạn fan rất là hâm mộ ảnh, rất là yêu thương ảnh. Xin mời em ra cửa đón đi ạ. Yeah. Ủa cho em ôm cái đi. Thân quá vậy? Hả? Thôi thôi mình bỏ ra đi. Rồi xin mời hai bạn lại đây ạ. Mình đã gặp nhau ở ngoài chưa? Thân nhau dữ vậy? Dạ em có gặp mấy lần nhưng mà ảnh chưa gặp em. À tức là mình có đi xem đúng dạ, không? Dạ em đi xem đứng ở dưới. Rồi bây giờ là xuất hiện ở đây rồi thì bạn hãy gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả được không? Dạ lời nói đầu tiên thì cho phép Duy Thanh Vàng gửi lời chào đến tất cả quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Mình là Duy Thanh Vàng và ngày hôm nay thì chúc tất cả quý vị khán giả nhiều hạnh phúc, nạp tiền xu đầy túi, tiền giấy đầy bao, đi ăn được khao, về nhà thì được rước, tiền vô ngõ trước học xoàn như ngõ sau, nói chung là tiền đầy túi, tình đầy tim. Lời chúc có hai cho một chàng vỗ tay thật lớn quý vị ơi. Hay quá. Tấu hài hay vậy á. Hy vọng là ngày hôm nay Duy Thanh Vàng có thể là mình tấu hài từ đầu tới cuối cũng được để cho chương trình của chúng ta vui nhộn hơn. Không à, ai lãnh đầu lương của người đó à. Vàng tới đây là để giao lưu với người hâm mộ của Vàng, còn việc có Huy dẫn chương trình phải nói nhiều thật nhiều nha Huy nha. Cho anh hỏi là Giang Thị á, em đã biết đến Duy Thanh Vàng từ khi nào và vì lý do gì mà khiến cho em lại yêu thích và mến mộ Duy Thanh Vàng như vậy? À em biết anh Duy Thanh Vàng là cách đây chắc cũng hơn 3 năm. Lần đầu tiên em nhìn thấy ảnh diễn trên sân khấu là em thích liền luôn. Là thiệt á hả? Dạ thiệt á anh. Bây giờ rồi nè. Giang Thị nói như vậy thì mình cảm giác rất là vui, bởi vì cũng khá lâu rồi mình không có được đi diễn tấu hài. Tấu hài là một trong những cái nơi mà Vàng gặp gỡ khán giả gần nhất. Còn lại là Vàng đi game show hay đi phim thì ít gặp khán giả lắm. Nghe bạn nói vậy rất là vui. Như vậy là ngày hôm nay chắc chắn chúng ta sẽ có một cuộc trò chuyện thoải mái. Và trước hết chúng ta sẽ cùng ngồi lại với nhau để có thể đến với phần đầu tiên của chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao ngày hôm nay. Xin mời. Không biết là Giang Thị đã theo dõi chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao số nào chưa? Tại vì em đã theo dõi rồi cho nên em mới cố tình đăng ký để được gặp thần tượng của em. Cái ngày mà em nhận cái cuộc điện thoại mà em được tham gia chương trình á, thật sự là em không biết nói gì luôn á, lúc đó nước mắt em chảy luôn á anh. Tại vì vui quá trời vui. Khi mà nghe có ai đó thần tượng mình yêu mến mình mà vì mình đến đây á, thì mình cảm giác nó... mình cũng hồi hộp lay luôn á, mình cũng bị bạn ấy làm cho mình lúng túng nãy giờ ấy.
chắc chắn là ngày hôm nay Duyên Hình Vàng sẽ còn phải bất ngờ hơn nữa. Bởi vì ở phần đầu tiên này chúng ta sẽ dành thời gian cho bạn Giang Thị. Có những cái câu mà bạn ấy chưa biết về Duyên Hình Vàng thì bạn ấy sẽ đặt câu hỏi và Duyên Hình Vàng sẽ phải trả lời thật 100%. Ngày hôm nay Đà Vàng đã chấp nhận đến đây gặp Giang Thị, xem như là một người đại diện cho những người hâm mộ của Vàng. Vàng hứa là sẽ nói thật 100% tất cả những gì về cuộc sống phía bên ngoài, hay là về công việc, về tất tần tật mà mọi người quan tâm. Rồi, cảm ơn Duyên Hình Vàng. Và lúc đầu thì Giang Thị có chia sẻ là hiện tại em đang học và theo đuổi một cái công việc, thì đó chính là diễn viên đúng không? Dạ đúng rồi, bây giờ em đang theo đuổi học diễn viên để sau này em được làm đồng nghiệp chung với anh Vàng. Em mới học mà, có một lần em coi chương trình anh Duyên Hình Vàng chia sẻ những cái lúc mà anh làm nghề như thế này như thế kia, em rất là thích, em muốn được trải nghiệm. À, tức là cũng từ Duyên Hình Vàng ra đã truyền cho bạn ấy có một tình yêu dành cho nghệ thuật, cho nên bạn ấy đã quyết định đi học. Gặp Giang Thị thì mình có cả cảm giác là bạn này không biết là đã gặp ở ngoài chưa. Nhưng mà Giang Thị nói là chưa gặp mình ở ngoài thì mình cũng hơi hoài nghi một tí xíu. Bởi vì mình nhớ là mình có tham gia một cái chương trình nào đó, thì mình hình như mình đã gặp một cô gái một cái ánh mắt này rồi. Với cái ánh mắt thì nhiều khi Giang Thị đang ngồi ở bên dưới xem Duyên Hình Vàng thì sao? Hay là có kỷ niệm đó? Có một cái kỷ niệm đó. Giấu tôi là... nói nãy giờ không gặp tôi ở ngoài. Em cố tình, cũng là cố tình để đến tham gia cái chương trình đó để được gặp anh Duyên Hình Vàng. Cái chương trình đó là chương trình nhìn người thật ở ngoài với 5-6 bức hình hồi nhỏ ở phía trên, để xem bức hình nào là của người đó. Thì Vàng phải đi soi xét rất là kỹ từng nhân vật, rất là nhớ cái ánh mắt của cô bé này. Nói chưa gặp tôi, xạo. Nhưng mà em không nghĩ là anh nhớ em. Thật ra thì Vàng bị mắc một cái hội chứng là rất là khó nhớ tên người. Chỉ khi nào mình nhớ được mặt người đó, nhớ được cái một cái đặc điểm nào đó của người đó thì mình mới nhớ tên. Mà khi nhớ rồi là khó khi nào quên lắm. Nhưng mà bình thường mà ai mà chạy lại giới thiệu, tôi tên đó, biết người đó hồi là quên chưa? Thà mình tự nhớ đúng đó. Không? Qua chương trình ngày hôm nay chắc chắn về thì Duyên Xanh Vàng sẽ nhớ đến Giang Thị, và khi chắc mà chắn vô tình gặp nhau thì chắc chắn cũng sẽ nhận ra cô gái này. Sau này sẽ phải nhớ tới Giang Thị, bởi vì em nó chọn theo cái con đường nghệ thuật của tụi mình thì chắc chắn thế nào sau này mình cũng sẽ là đồng nghiệp của nhau. Dạ, em sẽ cố gắng thật nhiều. Ngày hôm nay ở phần đầu tiên của chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao thì khoảng thời gian này sẽ dành cho bạn, cho nên là bạn hãy đưa ra những cái câu hỏi mà mình đã ấp ủ từ lâu để dành cho Duyên Hình Vàng. Hôm nay cơ hội của em tới rồi. Câu đầu tiên của em là em biết là anh là người miền Tây, cho nên là em đảm bảo là anh sẽ hát rất hay. Và bây giờ em muốn anh hò cho em một câu. Vàng luôn được fan yêu cầu hát, bởi vì fan rất biết rõ giọng hát của Vàng như thế nào. Thiệt luôn hả? Thiệt. Thôi, tự nhiên tôi hồi hộp thiệt luôn á, tại vì tôi không biết là nó hay hay dở mà còn yêu cầu hò nữa. Hò chiếu Cà Mau nhuộm màu tươi thắm, công tôi cực lắm mưa nắng dãi dầu. Chiếu này tôi chẳng bán đâu, chứ tìm cô không gặp. Hò tìm cô không gặp, tìm cô không gặp, tôi gối đầu mỗi đêm. Đừng có thái độ đó Quy. Ủa nhưng mà không, thật sự lúc đầu đang hay mà bạn tự nhiên cái Quy đừng thắc mắc về chuyện đó Quy. Đó là một cái tài năng thiên phú mà không phải ai cũng có được. Khi mà bạn cất giọng ca lên, có thể là trong 4 câu nó có thể nhảy lên 13 tông. Không, nhưng mà đối với em á anh, toàn bộ là hay hết đó. Toàn bộ là hay hết đó. Ôi trời ơi. Anh cảm ơn em. Duyên Thanh Vàng đang bối rối quá vậy ạ? Có nhiều khi em chia sẻ với bạn bè em là em thích anh á, nhưng mà bạn em lại chê anh là nhà quê. Nhưng mà đối với em không phải. Giống như Giang nói là có nhiều người hâm mộ đã từng nhắn tin và tâm sự rất là chân thành với Vàng, là các bạn thương Vàng, các bạn mến Vàng. Nhưng mà khi mà chia sẻ những video clip về Vàng thì bạn bè lại không quá hào hứng với cái thần tượng của bạn đó. Bạn đã cũng có chút buồn rồi, bạn đã tâm sự với mình thì mình thấy là đó là lỗi của mình. Vì mình là người nổi tiếng, trong lòng bạn đó mình là một cái gì đó nó cũng có giá trị. Nhưng mà mình không biết chăm chút bản thân mình, xây dựng hình ảnh của mình một cách chỉnh chu, làm cho fan mình tự hào, thì đó là khuyết điểm của mình. Và đó là lý do mà từng ngày Vàng đều phải thay đổi mình. Trước khi mà đến với nghệ thuật thì Vàng là giáo viên, Vàng là tình nguyện viên của các dự án cộng đồng. Da thì đen, mặt thì ốm, dáng người thì
gầy mà gầy trơ xương á, gió thổi cái cuốn bay liền á. Ăn mặc thì mọi thứ miễn sao mình ra đường mình thấy bình dị thoải mái nhất. Dạ em thấy anh rất là chất phác. Cũng sẽ có những người thích vàng với những cái phong cách mà lúc đầu của vàng, có những cái bộ đồ nó đơn giản thôi, nhưng mà Huy nghĩ là cái sự thay đổi đó cũng tốt mà, cho nên là ngày hôm nay mình có một cái duyên vàng như thế này. Tiếp theo em sẽ quan tâm tới vấn đề gì hơn? Em đang quan tâm tới một cái chuyển hướng mới của anh đó. Hiện tại anh là đang là diễn viên, nhưng mà em thấy là anh có một chuyển hướng qua là MC, thì em muốn hỏi anh là trong cái việc chuyển hướng đó thì anh có gặp cái gì khó khăn không, hay là cái gì đó trục trặc không, anh có thể chia sẻ không? Thật ra đó không phải là cái cuộc chuyển hướng, mà đó là một cái trải nghiệm. Mỗi một ngày trôi qua thì anh đều muốn trải nghiệm tất cả mọi thứ, thì cũng có cơ hội để trở thành một người dẫn chương trình cho một game show cũng kéo dài được hơn một năm. Ban đầu ngày xưa thì mình thấy làm công việc này nó khá đơn giản nha, là chỉ cần học kỹ lại kịch bản rồi nhớ tên người chơi, rồi sau đó học kỹ luật chơi lệnh lên mình điều khiển thôi, thì nó cũng không quá phức tạp, cho tới khi mình trở thành một MC. Thì lúc đó mình thấy một ngày mình quay 7 số, mỗi một số là 2 tiếng đồng hồ, tức là mình phải làm việc liên tục 14 tiếng mỗi ngày và làm việc liên tục 3 ngày. Nó bào sức mình kinh khủng, từ giọng nói, mọi người biết là vàng có nói liên tục được, nhưng mà trong chương trình đó thì nói ngày đầu, ngày thứ hai tới ngày thứ ba bắt đầu nói chậm dần, nói nhỏ dần, nói khan tiếng dần. Khang tiếng. Những người chơi tới với chương trình mình không còn nhớ tên ai nữa hết. Có nhiều lúc Huy cũng bị cảm giác đó, có những người bạn hỏi mình là hôm nay mình đi dẫn chương trình vậy nè, số này có ai, mình thật sự hoàn toàn không nhớ. Luôn. Vàng thử thách hết tất cả các lĩnh vực, bật mí cho Giang Thị cũng như những người hâm mộ của Vàng là sắp tới sẽ có một chương trình về âm nhạc. Vàng sẽ trở thành ca sĩ. Ghê không? Thiệt luôn hả? Thiệt. Thì hy vọng là mọi người sẽ đón xem cái chương trình mới của Vàng. Dạ, qua chương trình hôm nay thì chúng ta có thể thấy được rồi đó. Không, ngoài MC ra bây giờ Dương Hình Vàng còn lấn sân thêm một cái nữa gọi là ca sĩ nữa. Thêm được biết á, thường thường em hay coi anh á, anh nói rất là nhanh. Mấy cái lần mà anh nói nhanh như vậy á thì là do anh tập hay là bẩm sinh anh có? Nó không phải là bẩm sinh em, nó là một quá trình rèn luyện, có đúc kết kinh nghiệm của cuộc sống nữa. Những cái vai mà chữ lộn đó vô rất là ngọt, là bởi vì sao? Hồi xưa đi bán cá. Năm lớp 6, lớp 7 là bắt đầu phải tự buôn cánh bán bưng. Muốn có tiền mua chuyện Thần Đồng Đất Việt hay là Doraemon rồi về coi một cuốn 5.000 thì phải làm gì ra tiền chứ, nhà một ngày cho 5.000 lên trường ăn ổi mì là hết rồi. Ở nhà có cái ao cá, giăng lưới bắt cá lên rồi đem cá đó ra ngoài chợ bán. Thì từ cái việc mà đi ra ngoài chợ bán cá, gặp bao nhiêu con người mà đi mua cá ở dưới quê á, có những người họ hỏi ngộ lắm, cho nên là nảy sinh ra những cái cuộc cãi vã. Thì sau đó mình cũng sành sỏi, trả giá lên, trả giá xuống, trả giá qua lại. Thì nó cũng là một cái nét văn hóa mà đi chợ của người miền Tây thôi. Lại xong từ từ cái là mình lanh thời nào mình không hay. Có một giai đoạn là Vàng tham gia một cái chương trình truyền hình xong thì khán giả nhận xét là Vàng nói quá nhanh, xem mình nhưng mà nghe không kịp. Thì từ từ đó mình phải nói chậm lại một tí, nói cho nó tròn vành rõ chữ hơn để khán giả nghe rõ hơn. Những cái nào mình cần nhấn nhá hay là mình cần trọng tâm á, thì mình phải nói thật là kỹ rõ để cho người khác nghe. Dạ, vậy anh, giờ anh có thể nói cho em một câu được không? Câu này tất cả mọi người khi mà biết Dương Thanh Vàng đều biết câu này. Đây là câu nói đầu tiên bắt đầu sự nghiệp của Dương Thanh Vàng luôn. Câu nói đầu tiên khi bạn đứng trên sân khấu luôn. Lời nói đầu tiên cho phép Dương Thanh Vàng gửi lời chào trân trọng đến tất cả quý vị khán giả. Xin được nghiêm trang đàng hoàng khép đôi chân dài 1m12, xòe 10 đầu ngón tay đứng ngay trước ngực, thực hiện nghi thức kính cẩn nghiêng người, nở mẫu được cười công nghiệp tinh xảo 6.5cm. Kính chào toàn thể quý vị. Nói chung là cũng nghe đó, cũng tập trung nghe thì nghe kịp đó, nhưng mà cũng hơi nhanh đấy. Nhanh á. Hơi nhanh, quá rất nhanh đấy. Em muốn hỏi anh là theo như anh á thì hiện tại của anh bây giờ á, anh có cảm thấy là anh đã thành công chưa? Chưa bao giờ anh nghĩ là anh đang đứng trên đỉnh, lúc nào anh cũng là đang trong quá trình đi lên. Cả trong lĩnh vực nghề nghiệp lẫn trong cuộc sống, lúc nào anh cũng muốn thay đổi và lúc muốn mới mình hơn. Đó là lý do mà Vàng chưa bao giờ ngừng lại. Nhưng mà cái quá trình tiến lên của Vàng nó cũng rất là chậm mọi người. Một phần là vì Vàng tự nhận xét là mình khá lười trong cái việc hoạt động nghệ thuật. Mình rất là cầu toàn và mình còn bị lười nữa. Khi mà trình diễn cái tác phẩm đó ra thì nó phải thật sự là hoàn hảo. Thế là nó cứ ngâm, mình fan cứ chờ. Đó cũng là một cái lỗi của mình. Về một góc độ khác, góc độ là cuộc sống đi, gọi là thành công hay không thì cuộc sống của bạn hiện tại đang rất thành công. Bạn cảm thấy hạnh phúc mỗi ngày, bạn có thu nhập và bạn có thể làm tất cả những điều bạn thích. Nói chung là
không quá giàu có nhưng mà mình có tất cả mọi thứ trong tay. Ừ. Nếu như mà thành công thì Vàng muốn chia sẻ cái điều đó với ai? Thật sự nếu mà Vàng là một người thành công đúng như cái chữ thành công Vàng định nghĩa trong đầu á, thì chắc chắn cái những người đầu tiên Vàng chia sẻ là sẽ là gia đình. Ừ. Ba mẹ là người đầu tiên, tiếp tới là những người hâm mộ đã luôn yêu thương mình, thì sẽ có Giang Thị vào trong danh sách đó. Dạ. Vậy cho em tham lam một cái nữa là em muốn biết là dự định sắp tới của anh là như thế nào, anh có thể nói rõ cho em biết được không? Bạn đang dự định trong năm tới bạn sẽ có 2 tour diễn nước ngoài ở Úc Châu, rồi sau khi tham gia 2 tour diễn đó xong thì trở lại Việt Nam và sẽ quay một sản phẩm hài, là một bộ phim mang tính chất là hài hước có, nhưng mà nó phải là một bộ phim nghiêm túc. Làm xong bộ phim đó thì mình sẽ chuyển qua hoạt động trên mạng xã hội để mình đi châu Phi một năm. Đi châu Phi một năm, mình chia sẻ một tí đi, tại sao mình lại thích đến châu Phi? Mấy năm qua thì Vàng vẫn thường xuyên tham gia các hoạt động tình nguyện. Mình là một trong những người mà hay tham gia vào các hoạt động của UNICEF và các tổ chức phi chính phủ quốc tế. Thì mình thấy là châu Phi là một trong những vùng đất mà mình muốn tới và muốn trải nghiệm được những cái khung cảnh, được những cái đời sống của người dân ở đó, và nếu trong điều kiện có thể thì mình có thể giúp đỡ họ. Hy vọng là chuyến đi của Dương Thanh Vàng sẽ có thể thực hiện được. Thì qua phần đầu tiên thì Giang Thị cảm thấy như thế nào? Bây giờ đỡ rung hơn rồi. Đấy. Không, nhưng mà Giang Thị có một cái hay nha, là Giang Thị không giống nhiều bạn fan hâm mộ khác của Vàng là hay hỏi là về đời sống ra cá nhân riêng tư lắm, mà tình hình bồ bịch yêu đương, rồi tình hình nhà cửa, rồi ruộng vườn đất đai rồi đó. Còn Giang thì lại có những cái câu hỏi mang tính chất rất là liên quan công việc và tìm hiểu cũng khá kỹ về cuộc sống của mình. Đây là một cô bé cũng khá là dễ thương, và gương mặt của bé này có thể là phát hiện mới của sân khấu, của nghệ thuật đó. Em hãy cố gắng theo đuổi cái con đường nghệ thuật của mình, thì một ngày nào đó em sẽ thành công. Dạ, em cảm ơn anh. Như vậy là chúng ta đã có một cuộc trò chuyện giữa fan và thần tượng, nhưng mà cảm giác thì nó cũng khá là gần gũi đúng không mọi người? Không có một cái khoảng cách nào hết. Và chúng ta sẽ cùng khép lại phần 1 của chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao ngày hôm nay để chuẩn bị đến với phần 2. Nhưng trước hết chúng ta hãy cùng nghỉ giây lao và chúng tôi sẽ quay trở lại được chuyện kênh nha. Xin chào mừng quý vị đã quay trở lại với Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Và chúng ta đang có mặt tại phần 2 với một thử thách nhỏ nhỏ mà hai khách mời ngày hôm nay sẽ trở thành đồng đội của nhau để có thể vượt qua thử thách của chương trình. Bên trái của Huy, đây là có một chiếc vợt. À, cái vợt này vợt như vợt cá chứ quê á. Đây, vợt cá bình thường hay vợt cá không vậy? Cái vợt này dùng để vợt cua nhiều lắm. Ở đây thì cua rồi lên. Trò chơi của chúng ta sẽ là vợt những quả bóng. À, một bạn sẽ đứng ở vị trí A, là vị trí bên này. Chúng ta sẽ lắc lư chiếc vợt này theo nhạc, và thành viên còn lại sẽ dùng những quả bóng bàn sẽ ném vào trong giỏ. Trong khoảng thời gian 3 phút, nếu như chúng ta mang về được 15 quả bóng, chúng ta sẽ giành chiến thắng ở thử thách này. Nếu như mà chúng ta thắng thì chúng ta sẽ có quà, và chúng ta thua thì chúng ta sẽ chịu một hình phạt nho nhỏ thôi của chương trình. Ai sẽ là người ném, ai sẽ là người lắc lư á? Mình nghĩ là Vàng á là một người mà ngày xưa đã đi bán cá rồi, chắc cũng bắt cá rất là giỏi, cho nên là nghĩ là Vàng sẽ hợp hơn với chiếc vợt này đúng không? À, chấp nhận. Chúng ta là đồng đội của nhau nhưng mà chúng ta không có chơi ăn gian. Chúng ta sẽ đung đưa liên tục như vậy theo nhạc chứ không được là hứng nha. Bạn quăng thì mình không được hứng. Quý, mình là đồng nghiệp của nhau bao nhiêu lâu nay rồi Quý không biết hả? Không, tại vì bình thường á, khi mà xuất hiện trong các chương trình khác á, thì Dương Thanh Vàng là một người chơi rất là ăn gian, đúng không? À, đúng rồi. Cho nên là đó mọi người, mình cũng không có nói gì sai hết, là bạn ấy tự nhận luôn là đúng như vậy. Nhưng mà ngày sao hôm nay... mà giặt mặt trước vậy, trước sau thì cũng ăn gian à. Rồi, nhưng mà còn một cái điều lưu ý nữa là khi mà bạn đưa cái chiếc vợt này như vậy á thì Vàng sẽ không thể hiện cảm xúc. Nếu như mình thể hiện cảm xúc thì những cái quả bóng nào mà rơi vào giỏ lúc mà mình thể hiện cảm xúc thì sẽ không được tính quả bóng đó. Căng. Căng nha. Chơi game mà quạo quá vậy. Đấy, chơi game mà mặt quạo. Đây, xin mời Vàng. Em đứng ở đây. Sẵn sàng chưa? Dạ, sẵn sàng. Bây giờ mình cược đi. Mình nghĩ là trong khoảng 3 phút mình sẽ ném được bao nhiêu quả bóng vô trong đó? Chắc là
Hơn 20 anh ha. Hơn 20. Làm sao mà được 20? Bé này tự tin quá. Rồi bây giờ hai bạn đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng ạ. À. Sẵn sàng. Khi mà âm nhạc bắt đầu chú... Hả? Em ơi, em đừng giống như thần tượng của mình chứ. Quay. Bị lay á. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu phần thử thách của chương trình ngày hôm nay. Xin mời âm nhạc 3, 2, 1, bắt đầu. Anh ơi, cố lên nha. Trời ơi, không chỉ lắc qua lắc lại mà còn di chuyển nữa. Vui nè, vui nè. Đúng rồi, nhanh tay lên. Nhá ơi, một cái đầu tiên, hay quá. Hay quá, đều tay vào em. Anh ơi, đừng có lùi, đi qua đi lại hay thôi. Hay quá. À, để thấy chưa mọi người, có một cái sự nhún nhẹ mọi người ơi. Nhảy theo nhạc. Đưa đều theo nhảy nhạc. Nhảy theo nhạc. Không có dùng thửng nha. Dương lên vàng luôn, có một cái tiểu xảo nào đó. Nào bây giờ mình đứng im nào. Anh ơi, 50 cái rồi kìa. Trời. Tôi đề nghị Dương Thanh Vàng là đứng yên không cười. Không cười nha. Đứng yên đưa qua đưa lại đều tay. Cái mặt không được cười nha. Đó, mình chơi ăn gian như vậy thì mình không có tốt nha. Cười là không được tính nha. Mọi người ơi, cái mặt rất khó chịu nha mọi người. Chúng ta có thể nhảy nhưng chúng ta không được chơi ăn gian. Lắc đều đi à, lắc đều đi à. Lắc đều tay à. Và hiện tại tôi thấy số bóng cũng đã tăng khá nhiều. Rồi nhảy đi, nhảy đi. Tôi được nhảy, nhảy rồi. Không được đón bóng, đưa đều tay. Thời gian đang trôi. Cố lên, cố lên. Rất là nhiều bóng rồi. Phải công nhận là bạn Giang Thị ném bóng hay. Thôi thôi, như vậy cũng vào nữa. Quá trời Vàng ơi, nhảy đi Vàng ơi, nhảy đi. Không được nhìn, nhìn ra hướng kia đi. Không chơi gian quá. Thời gian đang chơi, còn 30 giây. Anh ơi, anh ơi. Yeah. Trời ơi, hay vậy. Hay vậy. Cái này là mọi người ơi, có thể nói là Dương Vàng quá có nhiều kỹ năng trong cái việc mà đi dợm cá. Nhanh quá em không làm được. Quăng đi. Em cứ quăng đi. Quăng đi. Em cứ quăng đi. Quăng đi. Tất cả mọi chuyện để Vàng lo. Đi. Trời ơi, không thể nào thoát khỏi. Không, trời ơi, đưa đây, đưa đây. Trời ơi, đưa đây, đưa đây. Chơi ăn gian cho cố vô. Thấy là chóng mặt thiệt đó Huy. Tôi nhìn bạn say mà tôi còn thấy chóng mặt chứ. Đừng có nói là bạn đứng bằng say. Bình thường Dương Thanh Vàng có đi chơi đánh cầu lông không? Có, mình là một trong những vận động viên cầu lông. Trời ơi, hèn chi. Cái sự quay đều như vậy, trái banh nào bay qua bên đó cũng bị dớt hết. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đếm nha, để xem là số lượng ngày hôm nay Giang Thị và Dương Thanh Vàng đã mang về tổng cộng là bao nhiêu trái bóng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Trời ơi, như vậy đâu hoàn thành thử thách rồi. Nhưng mà chúng ta sẽ phá vỡ kỷ lục nha. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ê, 31. 31, có 1 trái. 31. Có 1 trái nãy. 32. 32 trái. 32 quả bóng trong khoảng thời gian 3 phút như vậy. Chúc mừng Dương Anh Vàng và Giang Thị đã mang về chiến thắng trong chương trình ngày hôm nay. Xin chúc mừng. Dương Thanh Vàng và Giang Thị đã xuất sắc mang về cho mình tổng cộng là 32 quả bóng, đã giành chiến thắng trong cái phần thử thách nho nhỏ của hẹn hò cùng ngôi sao ngày hôm nay. Và khi mà chơi game thì thường mình phải có nhiều cái tiểu xảo ở trong đó thì mình mới mang về nhiều chiến thắng, đúng không?
Tại vì thấy Dương Thanh Vàng khi mà chơi game show nào cũng thắng hết trơn á, thì lúc nào cũng có một chút tiểu xảo đúng không Giang? Không à, có những game show mình rất là chân thật để đến chơi. Ví dụ như những game show về kiến thức, trò chơi vận động như thế này nè, thì có thể là vui. Nhưng mà cái gì đụng tới kiến thức rồi là Vàng phải muốn nó phải chính xác và nó chuẩn xác 100%. Bởi vì Vàng có một bộ phận khán giả là gia đình có những đứa con xem cùng, cho nên là khi mà tham gia những show kiến thức là Vàng luôn muốn là mình biết thì mình trả lời đúng, còn nếu mình không biết thì mình suy nghĩ thật kỹ, lập luận làm sao đó để ra được một cái đáp án nó đúng chính xác nhất. Nếu lỡ có em nhỏ nào nó xem thì nó có một kiến thức đúng. Nói chung là rất là nghiêm túc với những cái game show về kiến thức. Còn những game show nào vận động như thế này thì mình phải có tiền sao? Ăn gian lắm à? Không, nhưng mà ăn gian như vậy thì vô tình nó lại mang đến rất là nhiều niềm vui cho mọi người, không? Vàng chơi rất là hết mình và xoay, phải nói là nãy Vàng xoay rất là nhiều vòng. Giang Thị, em cảm thấy như thế nào khi mà ngày hôm nay được cùng với Dương Thanh Vàng tham gia một cái trò chơi nho nhỏ như thế này? Không có từ nào diễn tả bằng cái từ hạnh phúc. Cho em một cái điều hạnh phúc hơn nữa, bởi vì ngày hôm nay chúng ta để giành chiến thắng sẽ có một phần quà nho nhỏ đến từ Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao dành tặng cho hai khách mời ngày hôm nay. Đây, dành tặng cho Giang Thị một món quà nhỏ nhỏ nha. Và đây là của Dương Thanh Vàng. Xin cảm ơn hai bạn ngày hôm nay đã đến với chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Bây giờ mình tổng kết lại từ đầu tới cuối đi. Mình được đến đây gặp gỡ thần tượng của mình, được giao lưu trò chuyện và mình được vượt qua thử thách cùng với thần tượng của mình. Và quan trọng là mình đã giành chiến thắng. Cảm xúc của Giang Thị ngay bây giờ như thế nào? Bây giờ em muốn ôm anh Vàng cái nữa. Rồi, xin mời em. Thương bé quá, khoái sự gần gũi và yêu thương nhau. Ngày hôm nay gặp Giang Thị ở đây thì phải nói là anh rất vui khi biết là anh có một người luôn hâm mộ mình như em. Hy vọng là anh sẽ có một đồng nghiệp tương lai thật sự là giỏi nghề. Và chúng ta sẽ còn nhiều cơ hội để gặp lại nhau. Dạ, cảm ơn Dương Thanh Vàng rất nhiều. Cảm ơn Giang Thị đã đến với chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao ngày hôm nay. Và cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian để đến với chúng tôi. Và quý vị đừng quên khung giờ phát sóng quen thuộc, đó chính là 13:15 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao do đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện. Đến đây xin chào và hẹn gặp lại tuần sau. Được nghe anh Dương Thanh Vàng chia sẻ trực tiếp, mình cảm thấy rất hạnh phúc. Và mình mong những dự án sắp tới của anh sẽ thật là thành công. Cố lên nha anh Dương Thanh Vàng. Bạn cảm thấy rất thoải mái và mình hạnh phúc khi mà có những người luôn quan tâm và động viên mình hết mình.